Chào bạn, lại là tôi Đào Xuân Nhất đây. Ở video này tôi sẽ chia sẻ cho bạn cách sử dụng phần mềm Photoshop. Thì cái phiên bản mà tôi đang sử dụng là phần mềm Photoshop CS5. Những cái phiên bản khác thì nó cũng sử dụng tương tự thôi. Và nếu như bạn chưa có cái phần mềm này và chưa biết cách cài đặt thì các bạn có thể ghé thăm cái website cá nhân của tôi là xuannhat.net, đúng không ạ? xuannhat.net, và các bạn có thể tìm kiếm cái bài viết là hướng dẫn cài đặt phần mềm Photoshop CS5. Thì ở đây tôi có một cái đường link để cho các bạn tải phần mềm về, và các bạn có thể tải phần mềm về tại đây. Và sau khi tải về rồi thì các bạn có thể xem cái video để xem hướng dẫn cài đặt. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào cái nội dung chính của video ngày hôm nay. Ok, thì tôi tin chắc rằng là bạn đã cài đặt cái phần mềm này thành công rồi. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào cái nội dung chính ngày hôm nay. Rồi, bước đầu tiên thì chúng ta cần phải chuẩn bị đã. Bước 1. Chuẩn bị những cái file hình mà chúng ta cần phải chỉnh sửa. Và tùy vào cái chủ đề và mục đích của chúng ta thì chúng ta chuẩn bị những file hình khác nhau, đúng không ạ? Thì ngày hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo một cái thumbnail, tức là hình thu nhỏ để chúng ta post lên trên YouTube, hình thu nhỏ YouTube. Thì tôi sẽ cần phải chuẩn bị một cái hình ảnh cá nhân của tôi, đúng không ạ? Để tôi có thể cắt tách nền ra. Rồi, chuẩn bị các file hình. Rồi, bước thứ hai thì chúng ta tiến hành chỉnh sửa. Rồi, bước thứ ba là chúng ta sẽ tiến hành xuất file. Rồi, ok. Như vậy chúng ta chỉ có 3 bước thôi. Rồi, ở đây thì tôi sẽ chia sẻ cho bạn một số cái mà chúng ta cần phải nắm nhé. Và đây là cái giao diện của chúng ta này. Thì đây là cái thanh công cụ mà chúng ta cần phải sử dụng. Ở đây thì nó cũng khá, cái chỗ phần file này thì nó cũng khá là giống Word hay là PowerPoint thôi. Chúng ta học tin học văn phòng thì chúng ta biết. Thì chúng ta có thể thêm một cái file mới. Đây ạ. Ở đây tôi muốn tạo một thumbnail thì tôi thêm một cái file. Các bạn lưu ý là pixel này. Pixel này. Đó, ok. 1920x1080, đây là cái kích thước của thumbnail. Rồi chúng ta ấn ok, đúng không ạ? Và chúng ta muốn mở một cái hình ảnh nào đó, ví dụ tôi mở một cái hình này để tách cái hình của tôi ra khỏi cái nền này thì tôi có thể bấm open, đúng không ạ? File open. Và tôi sẽ quay trở lại. Ngoài ra thì tôi có thể play thêm cái hình ảnh của tôi vào đây. Đó, đều được, đúng không ạ? Chúng ta có thể play. Và chúng ta ấn một số cái phím tắt này, một số cái phím tắt mà chúng ta cần phải nắm nhé. Control cộng với T để chúng ta chọn cái hình và di chuyển, chọn hình và di chuyển là Control T nhé các bạn. Này, ví dụ cái bức hình tôi sẽ play lại. Đây, tôi enter này. Nó có thể di chuyển nhưng mà không thể co giãn được. Thì tôi ấn Ctrl và T thì tôi sẽ co giãn được theo đúng kích thước. Và lưu ý các bạn, khi mà co giãn được đúng cái kích thước á, thì các bạn cần phải ấn thêm phím Shift, đó, giữ Shift và chúng ta di chuyển, đó, giữ Shift và di chuyển chuột thì nó giữ kích thước. Nếu không thì nó sẽ không đúng kích thước, các bạn thấy không ạ? Không đúng kích thước, không đúng tỷ lệ. Và tôi nhắc lại là Ctrl T nhé, thì chúng ta mới có thể di chuyển được và thay đổi kích thước được cái tấm hình của chúng ta. Rồi, ok. Rồi chúng ta muốn quay trở lại thì chúng ta ấn Enter. Rồi, ok. Rồi, chúng ta có thể chuyển đi đâu tùy thích. Rồi, cái thứ hai là chúng ta ấn Ctrl và dấu cách cộng với chuột, đúng không ạ? Di chuột, ấn chuột trái và di chuột thì chúng ta sẽ thu to thu nhỏ này. Rồi, Ctrl cộng với phím khoảng trắng, khoảng trắng là phím cách, cộng với chuột trái và di chuột, chuột trái cộng với di chuột để thu to nhỏ, đúng không ạ? Thu to nhỏ. Đấy, phóng to lên thì tôi ấn Ctrl, tôi di chuột.
Và khi mà chúng ta ấn to này rồi thì chúng ta muốn cái vùng chọn của chúng ta thì chúng ta ấn khoảng khoảng trắng, đúng không ạ? Khoảng trắng thì nó là cái này đây các bạn này, nó là cái này đây, nhưng mà chúng ta sử dụng phím tắt cho nó nhanh, đúng không ạ? Khoảng trắng. Và trước khi chỉnh sửa thì các bạn cần phải luyện tập cái này để cho nó nhuần nhuyễn, đúng không ạ? Khoảng trắng và chúng ta di ấn chuột trái và di chuột thì nó sẽ ra cái vùng mà chúng ta muốn làm việc. Rồi. Khoảng trắng này cộng với chuột trái và di chuột để di chuyển đến vùng làm việc. Ngoài ra thì chúng ta sử dụng Ctrl C để cắt. Ví dụ ở đây đó, chúng ta lựa chọn này, đây là lựa chọn vùng chọn các bạn. Chúng ta muốn chọn này thì chúng ta cần Ctrl C này và chúng ta cần Ctrl V đó, thì nó sẽ cần Ctrl T lại này đó. Đây là những cái layer đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta sẽ cắt được cái vùng mà chúng ta muốn đó. Cần Ctrl C và cần Ctrl V cắt. Ctrl cái này thì tôi sẽ nhắc lại cho các bạn thôi, và tôi nghĩ là các bạn biết rồi. Dán. Ok. Ok. Và ngoài ra thì chúng ta còn có thể sử dụng cái phím là Ctrl Alt Z đúng không ạ? Để chúng ta quay trở lại. Ở đây tôi muốn, đây tôi sẽ click vào đây. Tôi muốn quay trở lại những cái bước ban đầu thì tôi ấn Ctrl Alt Z đúng không ạ? Thì tôi quay trở lại được. Rồi, quay trở lại. Chúng ta ấn Ctrl này cộng Alt cộng với Z. Thì chúng ta sẽ quay trở lại bước trước. Rồi. Mà ở đây thì chúng ta có thể di chuyển được này, đúng không ạ? Chúng ta click vào cái này thì chúng ta có thể di chuyển được này. Ok. Đó, chúng ta có thể di chuyển được không? Rồi chúng ta khóa lại, không được. Ở đây là chúng ta lựa chọn vùng chọn, đúng không ạ? Lựa chọn vùng chọn. Và chúng ta thấy có thể Ctrl C, Ctrl V chúng ta cắt như lúc nãy, đúng không ạ? Đây cũng lựa chọn vùng chọn thôi. Và đây là Crop, công cụ Crop. Đây chúng ta có thể mở cái này xuất hiện thì chúng ta ấn chuột phải nhá, ấn chuột phải Crop Tool này. Đó thì đây, chúng ta cắt. Rồi những cái file này là file lựa chọn màu sắc đây. Đây là những cái công cụ Pack Tool là chúng ta cũng lựa chọn vùng chọn thôi. Stem, cái là Stem Tool. Ok. Cái này là tẩy, đúng không ạ? Tẩy. Ví dụ tôi muốn tẩy. Đây chúng ta bỏ vùng chọn đi. Rồi chúng ta muốn tẩy cái đoạn tẩy cái hình này đi. Cái layer này thì chúng ta click vào layer này, chúng ta tẩy đi này. Đây thì chúng ta có thể tẩy hết. Đây, tẩy hết cái bức hình này. Cái khoảng trắng này chúng ta có thể tẩy hết, mở khóa ra và chúng ta tẩy hết nhé. Đây chúng ta có thể tẩy hết, đó. Chúng nó còn hình trong này thôi. Đây là giải màu sắc. Đây, chúng ta có thể làm thế có giải màu. Đây thì chúng ta ít sử dụng thôi. À, đây là chúng ta xóa cho nó mờ đi này. Rồi đây là cái công cụ để chúng ta cắt, đúng không ạ? Chúng ta có thể cắt lựa chọn vùng chọn bằng cái đây, chúng ta lựa chọn pen tool này, chúng ta cắt thôi. Đây ví dụ tôi muốn cắt cái này, tôi ấn
Make selection. Ok. Đây, tôi có thể cắt nó này. Và lát nữa tôi sẽ thực hành cho các bạn. Và đây là chúng ta ghi chữ. Đúng không ạ? Ghi chữ. Ok, còn đây là chúng ta có thể thêm những cái hình ảnh khác nhau vào. Đây, thêm. Rồi, đây phóng to thu nhỏ. Phóng to thu nhỏ thì chúng ta có thể sử dụng Ctrl và khoảng trắng di chuột, đúng không ạ? Lựa chọn màu này. Đấy. Và chúng ta sẽ sử dụng phấn. Chúng ta lựa chọn phím Alt Delete để chúng ta đổi màu, đúng không ạ? Alt Delete. Alt cộng với phím Delete để chúng ta thay đổi màu. Như vậy thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần thực hành. Và trong cái phần thực hành thì tôi sẽ nhắc lại những cái phím tắt cho các bạn. Ok. Rồi, tôi sẽ xóa hết cái layer đi, delete, lựa chọn chúng ta delete. Rồi, tôi sẽ chọn lại màu trắng nhé. Ok. And delete đúng không ạ? Lựa chọn màu trắng. Rồi bây giờ tôi sẽ tiến hành sử dụng pen tool và tôi cắt này, pen tool này. Rồi tôi phóng to lên, Ctrl khoảng trắng để tôi phóng to lên và di chuột, đúng không ạ? Rồi bây giờ tôi tiến hành tôi cắt. Ở đây tôi sẽ tiến hành cắt nhanh thôi. Và khi các bạn có thời gian thì các bạn thực hành thì các bạn làm kỹ hơn nhé. Ở đây thì tôi sẽ cắt nhanh thôi. Rồi chúng ta sử dụng khoảng trắng để chúng ta lựa chọn cái vùng làm việc của này. À, các bạn cứ thế các bạn này. Rồi các bạn lựa chọn khoảng trắng này. Sử dụng là chuột trái và chúng ta di chuyển. Đó. Và khi các bạn có thời gian thì các bạn sẽ làm đẹp hơn tôi rất là nhiều. Rồi chúng ta đúng cái đầu bút này nhé. Rồi chúng ta click chuột phải này, make selection này, chúng ta ấn 1 và ok. Rồi chúng ta sử dụng Ctrl X. Các bạn Ctrl X. Ctrl C là copy các bạn. Ctrl C là copy. Ctrl X là mới là cắt. Sorry các bạn này nhá. Ctrl X là cắt. Ctrl C là copy. Ok, tôi sẽ làm lại. Ctrl cộng với C là copy. Đúng không ạ? Ok, Ctrl X là cắt và Ctrl V là dán. Ok, xin lỗi các bạn nhé. Rồi, chúng ta Ctrl V vào đây. Đó. Và chúng ta Ctrl T để chúng ta thu nhỏ cái hình ảnh này lại. Đó, đúng không ạ? Đây, tôi dùng cái này. Hơi xấu chút nha các bạn. Rồi, cái này thì tôi sẽ viền bằng cách là ấn Stroke. Rồi, tôi sẽ sử dụng màu đỏ thử xem. Ok. Ok đúng không ạ? Màu đỏ. Chúng ta viền lại. Và đây thì tôi sẽ sử dụng hình chữ nhật. Đây. Và tôi cho nó ra phía sau đi, cái nền. Và tôi lựa chọn một cái hình màu xanh đi. Hình... Rồi tôi ấn Alt Delete để lựa chọn. Rồi, tôi sẽ cho ra sau luôn. Đó. Và tôi tiến hành viết chữ. Cái này tôi sẽ có thể phóng to ra một chút. Rồi, Ctrl T và chúng ta phóng to. Rồi, tôi tiến hành viết chữ nha các bạn. Ở đây thì tôi sẽ viết là hướng dẫn.
sử dụng. Photoshop. Tôi có thể chuyển màu đó, phần chỗ này này, tôi chuyển màu trắng đi, màu vàng này. Rồi, tôi thoát ra này, phần cần chân tên là tôi di chuyển nó xuống và các bạn có thể nó như vậy được, các bạn có thể phóng to ra một chút, nó phóng to này và các bạn có thể thêm những cái hình ảnh khác, ví dụ như tôi muốn thêm đây, tôi đã thêm một hình ảnh này các bạn. Ok, tôi cho nó xuống đây. Tiếp đến thì tôi lựa chọn một cái hình tròn đây, tôi ấn Ctrl Shift này để nó giữ nguyên khoảng cách này, và tôi Enter, và cái hình ảnh này tôi sẽ lồng vô cái hình tròn này, và các bạn ấn chuột phải này, clipping mask đúng không ạ, các bạn click vào đây. Rồi các bạn di chuyển đây đi, rồi các bạn có thể click vào cái hình tròn này, các bạn tạo viền cho nó. Ở đây thì tôi sẽ lựa chọn viền đỏ luôn, còn ok, di chuyển kích thước ok đúng không ạ, các bạn có thể làm như vậy. Ngoài ra thì các bạn có thể đây, thì ở đây tôi đã chuẩn bị một cái logo rồi, tôi sẽ tiến hành thêm một cái logo. Là kéo xuống đây. Đây, chúng ta có thể tạo viền cho cái này được không ạ? Rồi cần chuẩn T này, chúng ta có thể ấn Shift 0, giữ Shift 0 đúng không ạ? Chúng ta có thể di chuyển cho đúng kích thước, và chúng ta ấn Ctrl với lại bấm phím Ctrl 0 và chúng ta giữ cái đầu mút này, chúng ta có thể di chuyển được đúng không ạ? Ctrl cộng với chuột trái và di chuột đó, thì chúng ta có thể di chuyển được cái đầu mút này theo đúng cái mong muốn của chúng ta. Đó, như vậy đi. Rồi, to ra một chút. Đó, và các bạn tạo viền. Đó, các bạn tạo viền. Ok. Chúng ta có thể cho vào bên trong. Cho to lên một chút. Ok. Này, chúng ta cho ra ngoài. Đó. Rồi ngoài ra thì chúng ta có thể chỉnh sửa ánh sáng đúng không ạ? Chúng ta muốn chỉnh sửa cái bức hình này sáng một chút đi, thì chúng ta ấn vào cái biểu tượng này này, đèn trắng này các bạn. Rồi ấn cái phím đây, các bạn ấn lại nhé. Vào đây này, đây các bạn điều chỉnh sáng bằng ba cái phần này. Đây, tôi thường sử dụng cái này. Đây, các bạn có thể sử dụng làm cho sáng lên này. Đó, đúng không ạ? Ok, rất đơn giản. Và tôi tin rằng là khi mà các bạn làm như thế này, nếu có thời gian thì các bạn sẽ đẹp hơn tôi rất là nhiều, đúng không ạ? Ok, các bạn biết tại sao mà nó, tại vì cái logo của tôi bị chèn ở đây, đúng không ạ? Rồi, tôi sẽ làm lại clipping mask. Đó, thì nó vào trong đây. Rồi, chúng ta chỉnh sửa tương đối rồi đúng không ạ? Và bây giờ tôi sẽ lưu lại. Đây, lưu lại bằng cách là file save as. À, thì chúng ta có thể sử dụng các định dạng file khác nhau đây. Các bạn có thể dùng CPG hoặc là PNG đều được đúng không ạ? Ở đây thì tôi sử dụng cái này cho nó nhẹ. Rồi, tôi lưu ra desktop và các bạn đặt tên file thôi. Demo. Các bạn lựa chọn cái chất lượng của nó ở đây đúng không ạ? Các bạn có thể để 12. Ok. Rồi, nó lưu cho chúng ta ở đây rồi. Đây, nó lưu chúng ta desktop rồi. Ok. Thì tôi làm nhanh thôi nên nó thành ra nó hơi bị xấu đúng không ạ? Nếu có thời gian thì sẽ làm đẹp hơn rất là nhiều. Ok. Trước khi mà các bạn lưu file thì các bạn có thể sử dụng Shift E được không ạ?
thì các bạn gộp tất cả file lại. Đây, Ctrl Shift E để các bạn gộp tất cả file này lại. Rồi, tôi sẽ Ctrl cộng Shift cộng với chữ E thì chúng ta gộp lại cái này rồi, gộp toàn bộ này rồi. Và chúng ta muốn gộp từng layer một thì chúng ta ấn OK, tôi sẽ quay trở lại này. Chúng ta muốn gộp hai cái layer để lại, đúng không ạ? Hai cái layer này lại thì chúng ta ấn Ctrl E, Ctrl E thì nó sẽ gộp. Các bạn thấy không? Đây, chúng ta lựa chọn hai cái layer, rồi nó Ctrl E thì nó sẽ gộp. Rồi, gộp hai layer, Ctrl cộng với E thì nó sẽ gộp hai layer hoặc là ba layer tùy chúng ta chọn, các bạn. OK, à, chúng ta Ctrl Shift E này nó gộp lại. À, và chúng ta có thể lưu lại, à, lưu vào ổ đĩa chúng ta mong muốn. Chúng ta lựa chọn cái file ở đây, PLG hoặc là CPG, đó thì các bạn lưu lại. Rồi, hướng dẫn các bạn đọc tên file hướng dẫn Photoshop. Ví dụ như vậy, các bạn lưu lại và tùy vào chất lượng các bạn mong muốn, các bạn có thể điều chỉnh ở đây, đúng không ạ? Đấy, nào, maximum tùy các bạn ấn OK. Đó, như vậy là xong. Và như vậy là tôi đã chia sẻ cho bạn cái cách sử dụng phần mềm Photoshop cơ bản rồi. Và các bạn có thể theo dõi cái video này thật là kỹ để thực hành và làm theo. Và nếu như các bạn thấy cái video này hay thì các bạn có thể nhấn nút like và chia sẻ cái video này cho nhiều người được biết hơn. Và ngoài ra thì các bạn hãy giúp tôi subscribe kênh và nhấn nút chuông bên cạnh để có thể nhận được những cái video mới nhất từ tôi. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những cái video sau. Chúc bạn thành công.